Em chào bác, hôm nay em quay video bán mấy cái cây kiếm xanh Huế. Nó cũng là một trong những cây quốc dân cũng rất là đẹp đó, cây kiếm xanh Huế. Cái này thì đã nở nhiều lần và nó cũng là một trong những cây quốc dân chơi rất là hay. Hoa nở tầm từ dịp tháng 3 đến tháng 11. Ví dụ như tầm này cũng có này nhưng mà rất là ít. Tầm này thì khi mà những cái cây tách ấy, thì nó rất dễ là có hoa các bạn. Chứ còn nếu mà những cái cây mà thuần chậu ấy, thì bây giờ là nó cũng rất là ít. Bây giờ mà có ngoài miền Bắc thì rất ít, nhưng miền Nam thì bây giờ vẫn nở bình thường các bạn. Thì hôm nay em có mấy cây xanh Huế lá láng em bán các bạn. Nghiên cứu sưu tầm cây nào các bác liên hệ số tài giúp em nhé. Đây, chậu đầu tiên này em bán là 450.000 hai thân. Lá đẹp, không lỗi tí nào các bạn. 450.000 hai thân này. Lá đẹp không lỗi tí nào. Các bạn nhá, hai thân rất là đẹp. Chậu số 1, chậu số 2 cũng là hai thân, nhưng hai thân này nó to hơn. Lá nó dài hơn khoảng tầm hơn 20 cm các bạn. Đây. Lá phải dài hơn 20 cm nhưng mà lỗi, cái này nó bị lỗi các bạn. Lỗi lá. Cây số 2 này là 500.000 các bạn nhá. Nó bị lỗi lá này. Nó bị lỗi lá, cây thì rất là to nhưng mà nó bị lỗi lá. Nó bị xước lá, 500.000 cây số 2 các bạn. Củ rất là bự luôn. Cái này em mới tách được một thời gian, bây giờ thì đã ra rễ rất là nhiều rồi các bạn. Em sang cây số 3. Cây số 3 này cũng là 500.000 các bạn nhé. Cái này thì nó là một thân và ra thân mẹ lá lỗi chút này. Đây ạ, bị lỗi chút. Hai cái mầm nó rất là đẹp rồi. Đấy, chậu số 3 là 500 các bạn nhé. Em sang chậu số 4. Chậu số 4 này là 600.000. Chậu số 4 này là thân nó lên một mầm rồi. Cái này thì lá nó cũng bị lỗi này. Đây lỗi trên này. Lỗi trên này. Bên này thì nó bị vỡ này các bác nhé. Đây ạ. Thân tơ thì cơ bản là cũng tương đối ổn. Nó bị một số những cái lỗi nhỏ như này. Đây ạ. Đấy. Cái này là 600.000 các bác nhé. Hai thân mầm rất là to. Cây số 4. Em sang cây số 5. Cây số 5 này thì nó là gọi là thành 4 thân cũng được. Gọi là 4 thân. 4 thân thì 4 thân này thì nó cũng là 4 thân đẹp. Và nó gần như không lỗi này các bác. Nó lỗi tí đây thôi. Bên này thì ok, còn bị ít mép vào thôi, còn đâu lại là ok. Các bác, 4 thân rất là đẹp. 4 thân này em bán là 900.000 các bác nhé. 4 thân 900. Chậu rất là đẹp các bạn. Thì các bác lấy cái nào liên hệ số điện thoại giúp em nhé. Em quay sang mấy cây địa lan các bạn. Em quay sang mấy cây địa lan thì có một cái cây thanh đạm xanh các bác. Cây thanh đạm xanh này là cây cũng có khá lâu rồi. Cái này thì chơi sưu tầm rất là hay, cái này cực kỳ xinh bông luôn các bác. Rất là xinh bông. Lá tròn rất là đẹp. Cái này thì em bán là 300.000 các bác nhé. Một cái cây có một khóm này 4 thân. Thanh đạm xanh. Lá một thân già bị hỏng rồi. Các bạn, đấy là cây thanh đạm xanh. Cây này rất là hay, cây này thì nó rất là hiếm ấy, chứ nó không phải là cây thanh đạm xanh rừng đâu, cây này là cây thanh đạm Indo các bác nhé. Cây này cây Indo. Các bạn, thanh đạm Indo, một hướng tơ. 4 thân rất là đẹp. Đấy là cây thanh đạm, còn cây bên này thì nó là cái cây địa lan. Hoa màu vàng. Cây này ngày xưa thì gọi là cây kim cát lợi hay kim hoàng đế. Thực ra này nó cũng xem hương cát cát, nhưng cây này thì nó to hơn, màu vàng đậm hơn các bạn. Thì có người thì gọi là hương cát cát, có người thì không, có người thì gọi là kim cát lợi. Nhưng mà thực ra cái cây này, cái cây em bán này nó là cái cây kim cát lợi thì chuẩn hơn, nhưng mà thân lá nó không có hương cát cả, nó chỉ khác là to hơn, bông hoa to hơn. Cái này thì nó là cây cũ rất là lâu rồi. Cái này thì bình thường thì em bán là 100.000 thân ý. Nhưng mà do là cái cây này nó bị dẹp các bác nhé, nó bị dẹp này. Bây giờ thì em cũng đã bảo anh em lau rồi, thì bây giờ cây nó cũng rất ok rồi. Đây, một cái đơn cây này nó là cây cũ ấy. Cái này nó cây cũ, cây cổ, bây giờ nó không có được. Cái bây giờ là nó không có để trồng cái cây này đâu. Thì hôm nay em có 4 đơn. 4 đơn này em chia là nó xem nhau rồi. Xem nhau. Các bạn, 4 đơn xem nhau. Thì các bác nào lấy đơn nào thì em bán cái đơn này là 150.000 một đơn các bác nhé. 150.000 một khóm như này. Đây ạ. 150.000. Rất là đẹp các bạn, bụi rất to. Cái này thì nó lá lúc nào nó cũng hanh vàng này, chứ nó không phải xanh như là hương cát cát bây giờ các bác đang biết rồi. Tại vì các bác cái cây hương cát cát mới á thì là hoa nó màu xanh vàng, nên là và thân lá nó nhỏ hơn, nên là lá lúc nào cũng xanh, những cái hoa xanh lá xanh, những cái hoa vàng lá vàng. Cái này thì đương nhiên là khi bị dẹp thì nó cũng vàng hơn rồi, nhưng mà nó cái này thì nó cũng vàng hơn là cái cây hương cát cát kia. Hướng cát mới thì nó xanh vàng nên là họ lá nó xanh hơn các bạn. Thì các bác có nhu cầu sưu tầm cái nào thì liên hệ số điện thoại giúp em nhé. Em cảm ơn tất cả các bạn. Em chào các bác.